những ngày gần đây chất lượng không khí tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ở mức kém và đặc biệt là vào đầu giờ sáng. Theo các chuyên gia khi mà nói đến chuyện không khí về chất lượng không khí thì người ta quan tâm hàng đầu đến bụi mịn PM2.5 Vâng ừ, đây là những hạt bụi siêu nhỏ có kích cỡ nhỏ hơn 1 trên 30 sợi tóc có thể là theo đường thở vào cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Trong khi đó thì các chuyên gia cũng khẳng định là khẩu trang thông thường kể cả khẩu trang y tế cũng không thể ngăn được loại bụi nguy hiểm này. Vậy loại khẩu trang nào mới có thể giúp người dân ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí báo động ở thủ đô? Khi không khí ô nhiễm, khói bụi, hầu hết người Việt khi ra đường đều không có thói quen đeo khẩu trang y tế khẩu trang vải. Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định những loại khẩu trang này không có tác dụng, màng lọc của khẩu trang chỉ hạn chế bớt không khí bẩn, bụi thô chứ không ngăn được bụi PM2.5. Hiện trên thị trường có một số loại khẩu trang đạt chuẩn N95, N99, lọc khoảng 95%, 99% vi khuẩn bụi bẩn theo tiêu chuẩn Mỹ về kết cấu màng siêu lọc than hoạt tính mới ngăn được loại bụi mịn này. Tuy nhiên, khẩu trang loại khá đắt, có giá từ vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng một hộp và đeo vào hơi khó thở nên ít người sử dụng. Tổ chức phi chính phủ Green ID vào năm 2017 từng làm thí nghiệm trong 2 tuần cho thấy khẩu trang N95 có thể ngăn được 90% bụi PM2.5. Các chuyên gia cho biết trong những ngày chất lượng không khí xấu thì những đối tượng là người già và trẻ em là những người có sẵn những bệnh nền mãn tính, hô hấp nên hạn chế ra ngoài và theo đó thì thường xuyên theo dõi chất lượng không khí cũng như là theo dõi thời tiết. Và nếu như không có, không có điều kiện để có thể dùng những khẩu trang tốt và chất lượng thì đeo khẩu trang thường khi về nhà thì chúng ta nên rửa mỗi họng bằng nước muối sinh lý làm sạch đường hô hấp trên. Với các gia đình ở trong nhà thì có thể đóng kín cửa, bật máy lọc không khí để giảm bớt nồng nhộ ô nhiễm. Vâng, các chuyên gia cũng cho biết là dù sống trong môi trường ô nhiễm nhưng không phải ai cũng mắc bệnh do phụ thuộc vào hệ miễn dịch, chức năng đào thải của cơ thể mỗi người. Nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất là người cao tuổi, phụ nữ có thai, có thể gây ảnh hưởng đến bào thai trẻ em người có sẵn các bệnh lý mạng tính những người khỏe mạnh có chức năng thông khí phổi lớn thì có thể đào tải phần lớn các chất gây ô nhiễm từ ngoài vào